Xin chào mọi người nhé. Hôm nay bên em lên một cái video chia sẻ với mọi người những cái tủ điện cho máy biến tần Harris của Lockpower và Dyer. Thì mọi người đã quá quen thuộc với những cái tủ cho hệ thống 5kg hoặc 6kg với những máy biến tần Lockpower SNA 5kg hoặc là SNA 6kg hoặc là những dòng LXP. Rồi cả máy biến tần Dyer 5kg và 6kg, hai cổng vào pin mặt trời thì chúng ta cũng dùng những cái tủ như thế này nhé. Đây là cái tủ đợt này bên em đấu cho khách hàng này. Tủ này là vỏ tủ là sẽ sử dụng tủ HT24Way mọi người nhé. Nó sẽ có lắp được 24 cái CB đơn và tính CB đôi là được 12 cái nhé. Thì phần trên bên em đã lắp là có ATS này, AC Output, AC Input và chống sét AC thì tương ứng với các tiếp điểm ở trên máy. Trong này đã được đấu dây từ phần ATS qua AC In, AC Out rồi, chống sét rồi. Thì mọi người về chỉ việc đấu từ các tiếp điểm này vào máy nữa là xong. Bên dưới thì đối với các tủ 5kg và 6kg thì chúng ta sẽ có một át cho battery này, sử dụng át ETEC 125A nhé. Đây là một át cho phần tải nhà, át AC, hai át cho hai dàn pin mặt trời có PV1 và PV2 này, hai cái này là hai chống sét cho hai dàn pin. Đây là tủ cho máy, các máy chúng ta sử dụng được với tủ này là sẽ có máy SNA 5kg này, SNA 6kg, máy Dyer 5kg và Dyer 6kg nữa. Thì có cái phần đấu nối này, chỉ có cái máy SNA 5kg của Lockpower ấy, là nó đấu hơi khác một chút thì bên em đã thay đổi bên trong. Còn nữa thì các máy như LXP này rồi SNA 6kg mà các bản chạy CT ngoài ấy, thì chúng ta sẽ đấu tương tự nhau. Thì cơ bản là cái tủ Hybrid nó sẽ như thế này, nó giống nhau, kết cấu như vậy. Rồi cái tủ lớn hơn một chút này, tủ này đang đấu dở nhé. Tủ này thì sẽ dành cho máy Dyer 8kg này hoặc là Lockpower 10kg và Lockpower 12kg. Thì máy này nó sẽ có đến 4 cổng vào từ pin mặt trời nên chúng ta sẽ có thêm các phần CB cho được phần DC của pin mặt trời vào nữa nhé. Tủ này đấu xong sẽ nằm ở trong cái vỏ sắt này này, nó khá là lớn bởi vì nhiều tiếp điểm và đi dây nhiều hơn nên phải có thêm những cái máng này. Còn đây là cái tủ nhỏ cho máy 5kg và 6kg. Đây, mọi người có thể xem cái tủ 10kg hoàn thiện nhé. Đây là cái tấm panel mà khi chúng ta tháo ra, còn khi lắp vào nó sẽ nằm ở gọn ở trong cái tủ này. Tủ này chúng ta có thể treo lên cạnh bên máy được. Có ATS này, ATS 100A nhé, một CB cho cổng loát này, cổng grid, hoặc là một số máy thì sẽ ký hiệu là output và input. Input đấu sau bởi vì đấu gần với chống sét để đấu song song qua chống sét này. Có grid này và chống sét AC. Loát này là có thể một số máy sẽ ký hiệu là UPS, một số máy thì AC output nhé. Đây là cổng grid hoặc là AC input. Chúng ta chỉ việc câu dây từ đây qua vào tiếp điểm của máy nữa là xong. Các phần dây này thì bên em cũng đấu sẵn hết rồi. Kể cả những cái máy, những cái tủ cho máy 5kg và 6kg như vậy cũng được đấu sẵn hết dây. Dây tín hiệu này của ATS này, dây nguồn A, nguồn B đầy đủ cả. Dây ra tải này. Đây, tải ra bình thường đợt trước thì mọi người đấu từ đây ra hơi khó khăn một chút. Thì hôm nay bên em đã đấu sẵn qua một cái CB tải nhà như vậy. Thì chúng ta chỉ việc cấp sau cái tải nhà này là tất cả tổng tải sẽ đi ra ở đây để sử dụng nữa thôi. Đây là phần lưới vào này, lưới vào như cái tủ này cũng có thêm, bổ sung thêm phần lưới vào cho dễ đấu. Còn không nữa thì chúng ta lại phải đấu lưới vào đây. Thì hai cái dây này này, bên em đã câu từ cái CB này lên rồi thì chúng ta chỉ việc cấp lưới vào đây. Đóng cái át này là nó sẽ cấp vào đây thôi. Bổ sung thêm một át lưới, một át tải nhà cho cái tủ 8kg và 10kg này. Nó sẽ có 4 cổng PV nhé, PV1 này, PV2 này, PV3 và PV4. Đây sẽ có 4 chống sét luôn, 1, 2, 3, 4 là phần DC pin mặt trời nhé. Đây là một át cho battery. Battery thì một số cái nếu mà dây lớn rồi chúng ta không đấu qua CB thì có thể đấu trực tiếp từ pin lưu trữ lên máy cũng được. Còn không thì chúng ta đấu qua CB để đóng cắt. Đây là CB 125A của ETEC. Đây là cái tủ các máy như Dyer 8kg này, Dyer Lockpower 10kg, Lockpower 8kg thì chúng ta sử dụng được cái tủ này có 4 cổng vào pin mặt trời. Còn những cái máy đơn giản hơn như 5kg và 6kg thì sẽ có cái tủ này mọi người nhé. Như tủ này bên em làm hoàn thiện cho khách hàng sử dụng những thiết bị loại tốt của ETEC và Chin thì đang có giá là 3 triệu một tủ như thế này nhé. Tặng kèm dây, dây thì bên em sẽ tặng dây DC, bấm sẵn hết cho mọi người nhé. Dây DC này, dây AC này. Còn những cái dây pin lưu trữ này, dây lớn thì mọi người phải mua kèm khi mà đặt pin lưu trữ nhé. Đây, dây AC và DC thì bên em bấm sẵn để khi mà gửi tủ thì sẽ gửi kèm cho mọi người, bao gồm 4 dây AC và 4 dây DC. Tương ứng cho các tủ 8kg và 10kg thì chúng ta sẽ có những cái dây 10 đi kèm phù hợp. Đây, tủ này là 5 triệu mọi người này. Tủ này là tủ cho máy 8kg và 10kg, bổ sung thêm 2 cổng, cũng sử dụng các át loại tốt của ETEC và Chin nhé. Bên này thì tủ 5kg, tủ này 3 triệu này, tủ này 5 triệu. Thì hôm nay lên một cái video chia sẻ với mọi người các tủ điện bên em làm như vậy.
Ngoài ra thì bên em có cung cấp các sản phẩm là tấm pin mặt trời này, máy biến tần hòa lưới, biến tần hybrid của Lock Power và Dyer. Rồi anh em quan tâm cần được tư vấn những hệ thống điện mặt trời, hòa lưới hoặc là những hệ thống có lưu trữ thì cứ liên hệ qua Zalo là 0375 122 365 hoặc là 0382 124 123 mọi người nhé. Bên em sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Rồi video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.